Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Hà Lan ở lượt trận cuối bảng E World Cup 2023 diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8 trên sân Forsyth Barr, Dunedin, New Zealand. Vào lúc 14 giờ chiều nay, 1 tháng 8, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở World Cup 2023 gặp Hà Lan. Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bị loại sớm nhưng chúng ta vẫn còn mục tiêu là ghi bàn thắng lịch sử. Nhiều tờ báo dự đoán Hà Lan thắng 3-0 đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều tờ báo lớn trên thế giới không tin đội tuyển nữ Việt Nam có thể làm nên điều thần kỳ. Trái lại, họ dự đoán đội Á quân World Cup sẽ giành chiến thắng với tỷ số đậm. Tờ Portmo, Anh, bình luận, ở trận đấu với Bồ Đào Nha, đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua 2 bàn chỉ sau 21 phút. Lẽ ra, họ chuẩn bị tinh thần để hứng chịu trận thua đậm nhưng đội bóng của ông Mai Đức Chung đã cho thấy bản lĩnh tuyệt vời để ngăn chặn đội bóng châu Âu. Trong trận đấu đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã hứng chịu 29 cú dứt điểm, trong đó có 9 cú trúng đích. Trong 5 trận đấu gần đây, đội tuyển nữ Việt Nam đã để thủng lưới tới 18 bàn và chỉ ghi được 1 bàn. Họ cần nỗ lực rất lớn mới có thể làm khó được Hà Lan. Trong trận đấu này, cơn lốc màu da cam rất muốn giành chiến thắng đậm để cạnh tranh ngôi đầu bảng với Mỹ. Hà Lan có tâm lý tự tin khi họ gần như chắc chắn đã giành vé đi tiếp. Điều đó tiếp thêm động lực để họ dồn lên thắng đậm trước đội tuyển nữ Việt Nam. Tờ Sportmo dự đoán Hà Lan giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước đội tuyển nữ Việt Nam. Tờ Sportskeeda, Ấn Độ, nhận định Hà Lan chỉ cần giành một điểm để có tấm vé đi tiếp ở bảng E. Tuy nhiên, huấn luyện viên Andriy Jomkar tuyên bố muốn thắng đậm đội tuyển nữ Việt Nam để giành ngôi đầu bảng. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn chấp nhận được trong 2 trận gặp Bồ Đào Nha và Mỹ. Dù chưa ghi được bàn thắng nào nhưng họ không để thua quá đậm trước 2 đội bóng mạnh hơn. Tất nhiên, Hà Lan vẫn được đánh giá rất cao trong trận đấu này. Có khả năng họ sẽ có chiến thắng dễ dàng và không thủng lưới trước đội tuyển nữ Việt Nam. Tờ Sportskeeda dự đoán Hà Lan thắng 3-0 trước đội tuyển nữ Việt Nam. Tờ Sơ Quá Ca viết, Hà Lan đã chấm dứt chuỗi 6 trận thắng liên tiếp của Mỹ. Không những vậy, trận hòa ấy còn mở ra cơ hội lớn để đội bóng này cạnh tranh ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối diện với đội tuyển nữ Việt Nam ra sân với tâm lý không còn gì để mất. Đội bóng của ông Mai Đức Chung không bị trói buộc tâm lý ở trận này. Chưa chắc Hà Lan đã thắng đậm. Tờ báo này dự đoán tỷ số là 2-0 nghiêng về đội tuyển nữ Hà Lan. Trang 101 Great Goal đưa ra thống kê, Hà Lan chưa bao giờ ghi nhiều hơn 3 bàn trong một trận đấu ở World Cup. Trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam chơi thiên về phòng ngự là thử thách của đội bóng áo cam. Dự đoán của trang 101 Great Goal là Hà Lan thắng 3-0 đội tuyển nữ Việt Nam. Chuyên trang thống kê WhoScore dự đoán Hà Lan thắng 3-0. Trong khi đó, tờ Score 24 cho rằng Hà Lan có thể ghi ít nhất 4 bàn trong trận đấu với đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung.